Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dạng bệnh lý viêm phế quản ở trên con chó và con mèo nhé các bạn. Thì cái dạng này các bạn, đó là một cái dạng viêm niêm mạc đường hô hấp, viêm phế quản hay là phế quản nhỏ, sau đó nó sẽ lan dần đến cái khu vực khí quản nhé các bạn. Và nặng hơn thì nó sẽ có thể lan đến cái vùng phổi và gây ra cái viêm phổi. Thì viêm phổi tôi sẽ tư vấn cho các bạn trong một cái bài học sau nhé các bạn. Thì cái bệnh lý mà viêm phế quản này nó xảy ra ở chó, mèo khi mà cái thời tiết nó thay đổi, có thể là từ ấm sang lạnh, và thường các bạn là từ cuối mùa thu sang mùa đông cho đến là mùa xuân thì nó sẽ gặp cái tình trạng này. Thì về cái nguyên nhân của nó đó bạn, nó có rất là nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là do nó nhiễm một số các cái loại vi khuẩn mà gây các dạng bệnh lý trên đường hô hấp, có thể là nhiễm đơn hoặc là nhiễm ghép nhé các bạn. Ví dụ như là nó nhiễm liên cầu, tức là Streptococcus đó bạn, hoặc là tụ cầu hay là Staphylococcus, hoặc là cái dạng Bordetella rhodesiptica các bạn, hoặc là một cái dạng nữa là cái pneumonia nhé các bạn. Và cái nguyên nhân thứ hai bạn là thường do kế phát bởi các cái dạng bệnh lý truyền nhiễm, tôi ví dụ như là phổ biến là Carré hay là Bạch vô, hoặc là viêm ruột nói chung, hoặc là cái tình trạng bệnh lý ký sinh trùng ở trên con chó và con mèo, nó cũng kế phát theo cái tình trạng viêm phế quản. Và một cái nguyên nhân nữa các bạn, đó là do cái thời tiết thay đổi, do cái vệ sinh môi trường không hợp lý, con vật nó hít phải các cái khói bụi hoặc là hóa chất chẳng hạn, nó sẽ gây kích ứng cái đường hô hấp của nó, từ đó gây ra cái tình trạng viêm phế quản. Hoặc là một cái nguyên nhân nữa là do thức ăn hay là nước uống của chúng ta, mà khi các bạn cho nó ăn hay là nó uống á, nó bị sặc, và cái dạng thức ăn nước uống đó, nó rơi vào cái khu vực phế quản và nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm ở trên đó. Các bạn lưu ý cái này nhé. Và về cái triệu chứng của nó các bạn, thì nếu như mà do các cái chất kích thích mà nó vào đường hô hấp á, thì nó sẽ tác động đến cái hệ thần kinh của con chó và con mèo chúng ta, thì nó sẽ gây ra cái phản xạ ho. Và nếu như mà cái tác động này nó kéo dài các bạn, thì nó sẽ sinh ra cái dạng bệnh lý là viêm, cũng như là cái niêm mạc của cái phế quản nó sẽ sưng do nó viêm hay là nó sung huyết. Thì từ những cái sưng đó đó các bạn, nó sẽ làm hẹp đi cái lồng ống của cái đường hô hấp ở trên con chó và con mèo, và các cái chất mà phân tiết của cái dịch viêm á, xuất tiết ra đó bạn, nó sẽ bịt kín đi cái đường thông khí, từ đó thì cái con vật của chúng ta nó sẽ bị khó thở. Nên các bạn chú ý về cái đặc điểm này nhé. Và những cái biểu hiện đặc trưng của cái hiện tượng khó thở ở trên cái con chó và là con mèo bạn, là các bạn sẽ thấy là nó hay cố gắng nó ho để mà nó thở ra, nhất là vào cái buổi sáng. Và lúc đầu các bạn sẽ thấy nó ho khan, nhưng mà sau đó nó sẽ ho ướt và nó ho kéo dài. Các bạn lưu ý nhé, và nó thở á, các bạn chú ý nghe cái tiếng thở của nó thở rất là khò khè, và thông thường nó sẽ bị chảy nước mắt, nước mũi, và nó chảy liên tục, bởi vì giữa cái hệ thống hô hấp như là ở khu vực vùng mũi và khu vực vùng mắt nó sẽ có những cái đường ống thông nhau, cho nên là nếu như mà bị cái dạng hô hấp thì nước mắt nó sẽ bị chảy ra. Nên các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Và do cái hiện tượng viêm xảy ra trên con vật, cho nên á, là khi các bạn đo nhiệt độ á, các bạn sẽ thấy nó sốt, và thông thường á, là cỡ khoảng từ 39,5 đến 40,5 độ, và cái kèm theo đó là con chó con mèo chúng ta nó sẽ bị mệt mỏi và thông thường nó sẽ bỏ ăn nhé các bạn. Và nếu cái hiện tượng viêm phế quản nó thành cái dạng mãn tính á bạn, thì thông thường nó sẽ giảm đi cái triệu chứng sốt, tức là nó không còn sốt nữa, nhưng mà nó sẽ ho một cách kéo dài. Và các bạn lưu ý là trong cái lúc mà cái động tác nó ho, nó có thể khạc ra đờm, và lưu ý nhé, tức là nó bị cái tình trạng là ứ các cái chất dịch tiết ở trong cái khu vực phế quản, cho nên nó khi nó ho khạc mạnh ra thì cái đờm nó sẽ chảy ra. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Thì để mà có cái kiến thức tốt nhất ở trong cái quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân, các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân, thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào cũng mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khóa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn.
thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi đó, thì các bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Thì về cái phần tiếp theo đó là cái phần phòng và điều trị cái dạng bệnh lý này như thế nào cho nó hợp lý. Đối với cái phòng bệnh nó bạn, thì cái nơi ở của con chó con mèo chúng ta các bạn chú ý là chúng ta phải luôn vệ sinh cho nó sạch sẽ và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong lúc nó ăn uống, và cái chỗ nằm của nó phải đảm bảo ấm áp vào mùa đông nhé các bạn, và ở mùa hè thì các bạn phải đảm bảo được nó có cái độ thoáng mát. Và chúng ta phải tiêm phòng vaccine định kỳ cho chó hoặc là cho mèo chúng ta, ví dụ các dạng như là cà rê, bạc hô, viêm gan truyền nhiễm các bạn, các bạn phải tiêm phòng cho nó, bạn chú ý nhé. Và về cái điều trị các bạn, cái nguyên tắc chung á là chúng ta cần phải dùng cái kháng sinh để chúng ta tiêu diệt các cái nguyên nhân gây bệnh do cái dạng vi sinh gây ra, như nãy trong cái phần đầu tôi có liệt kê cho bạn một số cái dạng á. Và cái nguyên tắc thứ hai á là chúng ta dùng các cái dạng thuốc để chữa trị cái triệu chứng của con vật. Và cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta sử dụng các cái dạng thuốc bổ trợ để nâng cao sức đề kháng cũng như là nhanh chóng hồi phục lại cho cái con vật của chúng ta. Và về cái kháng sinh á, các bạn có thể dùng một trong các cái dạng sau đây, ví dụ như là penicillin, gentamicin hoặc là streptomycin. Các bạn có thể dùng các cái dạng đó, hoặc là các bạn có thể dùng cái cephalosin cũng được nhé các bạn, hoặc là cái canamycin cũng được các bạn, hoặc là cái ampicillin, hoặc là các bạn dùng sự kết hợp giữa cana và ampi cũng được. Và chúng ta sử dụng thêm các cái dạng thuốc chữa triệu chứng, ví dụ con vật nó ho thì các bạn sử dụng các cái dạng thuốc giảm ho. Cái này thì ở bên ngoài thị trường có rất là nhiều, cho nên là các bạn cứ đến cái tiệm thuốc thú y hoặc là phòng khám á, thì ta sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và ngoài cái việc mà chúng ta giảm ho ra, nếu như mà con vật chúng ta nó thuộc cái thể mãn tính đó bạn, tức là nó có cái dạng đờm đặc nhầy cái lúc mà nó ho khạc ra, thì các bạn có thể dùng thêm gabapentin để chúng ta lông đờm cho nó, các bạn lưu ý nha. Và chúng ta phải sử dụng thêm các cái dạng thuốc trợ sức trợ lực cho cái con chó hay là con mèo chúng ta, ví dụ các bạn dùng cái vitamin B1 hoặc là các bạn dùng cái vitamin C hay là cái đường. Cái đường thì các bạn hãy dùng cái đường 30% nhé các bạn, hoặc là các bạn dùng cái caffeine 5% cũng được để chúng ta hỗ trợ cho nó. Và các bạn có thể truyền thêm các cái dạng nước đẳng trương cỡ khoảng 100 đến 150 ml trên 10 cái thể trọng trong một ngày, trong những cái trường hợp mà các bạn thấy cái con chó hay là con mèo chúng ta nó bị quá yếu đi, thì chúng ta phải truyền dịch cho nó để cho cái cơ thể nó hồi phục lại nhanh nhất. Và ngoài ra chúng ta phải hộ lý, tức là tăng cường chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng một cách tốt nhất trong cái quá trình mà thời tiết nó thay đổi nhé các bạn, như là vệ sinh sát trùng khu vực nhà ở của chúng ta để cho con chó con mèo thì chúng ta nó tránh tiếp xúc phải các cái mầm bệnh mà có sẵn, nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác một cách nhanh nhất, cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, côn và thì bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ với sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hình ảnh người thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.